Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đến tìm chúng con giữa cuộc đời này. Con cảm ơn Chúa những cái giây phút mất này Ngài đã tìm mỗi người trong chúng con. Và Ngài đã kêu gọi chúng con để trở thành tôi trai và tớ gái của Ngài. Và Ngài cũng kêu gọi chúng con trở thành người hầu việc Ngài nữa, con biết ơn Cha. Cảm ơn Chúa vì số tài chánh anh em chúng con đã dâng lên cho Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn chúc phước trên số tài chánh và ban ơn chúc phước trên tấm lòng của anh em chúng con, để mỗi người chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Chúa. Con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin Chúa ngồi, chúng ta cùng ngồi. Sáng nay cảm ơn Chúa, tôi muốn chia sẻ cho quý vị một chủ đề: tấm lòng dâng hiến trong ngày Giáng sinh. Chúng ta cùng đón người bên cạnh là tấm lòng dâng hiến trong ngày Giáng sinh. Tấm lòng dâng hiến trong ngày Giáng sinh. Chúng ta thấy rằng tấm lòng thứ nhất á, là tấm lòng của những người chăn chiên ở ngoài đồng đã đến và tôn thờ Chúa. Và thiên sứ cũng đã dâng một bài ca là sao? Sáng danh Chúa trên các tầng trời đất cao, bình an dưới đất và ân chặt cho loài người. Và chúng ta thấy rằng tấm lòng dâng hiến trong ngày Giáng sinh không thể nào thiếu về Joseph và Mary. Joseph đã dâng cả những cái gì mà tương lai, và Mary cũng đã dâng tất cả những tương lai, những sự diện, tất cả những gì của riêng tư họ bỏ qua hết một bên để họ làm theo ý muốn của Cha trên trời. Cho nên trong ngày Giáng sinh đó, những con người đã được khen tặng và những công việc đó đã được lan loan truyền hơn 2000 năm về trước, mãi mãi đến ngày hôm nay và về sau vẫn còn được ca ngợi những tấm lòng đó. Hôm nay tôi muốn nói thêm về tấm lòng của ba vị chiêm tinh từ phương Đông đến để dâng của lễ cho Chúa. Chúng ta xem lời của Chúa Trời ở trong sách Matthew đoạn thứ 2 từ câu 1 đến câu số 12 được chép như sau: Khi Đức Chúa Giêsu sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao bên phương đông nên đến đặt thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn dốt các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn chiên Israel, tức là dân ta. Vua Herod bèn mời các thầy bác sĩ, các chính hiệp mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi, kìa ngôi sao mà họ thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao bèn mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mặt thờ lại Ngài, rồi bày của báo ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và bột dược. Kế đó trong chiếc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Chúng ta biết rằng sự kiện Chúa Giêsu sinh ra có thể nói là một sự kiện quan trọng nhất trên thế giới này. Mỗi một người sinh ra, họ mừng cái ngày sinh nhật của họ. Và những người dân bình thường như tôi và anh chị em thì ngày sinh nhật chúng ta rất là bình thường. Cũng có một số người thì được vui mừng trong ngày sinh nhật, cũng có những người thì bị bẽn quên. Nhưng mà những người là quan, làm tướng, làm vua thì những ngày sinh nhật của họ thì càng quan trọng hơn một chút. Đất nước họ, gia đình của họ, triều đình của họ vui mừng chào đón trong ngày đó. Nhưng mà ngày sinh của Chúa Giêsu là cả thế giới đều quan tâm. Amen. Amen. Có thể nói là ngày Giáng sinh hay là ngày Noel là có ngày trọng đại nhất trên thế giới này. Vì theo những gì chúng ta có thể biết được rằng là ngày đó người ta sẽ
kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sanh ra đời. Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng quan trọng nhất trên thế giới này. Và Chúa Giêsu là đấng đến từ trời và đấng cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Cho nên cảm ơn Chúa, ngày sinh của Chúa Giêsu không phải là một cái chuyện bình thường như bao nhiêu con người khác, nhưng mà ngày sinh Chúa Giêsu được ngôi sao trên trời chỉ đường, được các bác sĩ, những vị chiêm tinh, những vị là ngày xưa là những người hiểu biết về thời cuộc, họ nhìn ngôi sao, họ nhìn vào những lời tiên tri ở trong Esai, họ nhìn vào những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh, họ biết được rằng đấng Christ phải được sanh ra. Và khi họ biết được rằng đấng Christ chuẩn bị sanh ra thì họ làm gì? Việc đầu tiên là họ chuẩn bị những lễ vật. Theo tôi hỏi quý vị rằng, có phải tự nhiên mà những nhà chiêm tinh, những nhà bác sĩ này có sẵn vàng bạc vũ ương để dâng cho Chúa không? Muốn có những điều đó họ phải làm gì? Họ làm gì anh chị? Mua hả? Mà muốn mua thì phải làm gì? Có tiền. Mà muốn có tiền thì phải làm gì? Phải làm việc. Mà muốn có tiền làm việc không chưa đủ phải làm gì nữa? Tiết kiệm. Chúng ta cùng nói người bên cạnh, muốn phục vụ Chúa cần phải có sự tiết kiệm. Hãy nói người bên cạnh, muốn phục vụ Chúa cần phải có tiết kiệm. Tôi nói quý vị là không phải chỉ là tiền đâu, nhưng mà còn tấm lòng nằm ở trong đó nữa. Amen. Muốn phục vụ Chúa không phải chỉ bằng tiền không đâu. Nhưng bằng một cái sự cương quan, một cái tấm lòng, một cái sự sự coi như là cái đầu tư và một cái điều gì đó mà chỉnh chu tinh chính để dâng lên cho Chúa trong ngày lễ Giáng sinh đó. Amen. Ba vị chiến tinh này họ là những người có học, họ là những con người có chức vụ, họ là những con người hiểu biết, nhưng mà họ lại là những con người tin vào Kinh Thánh. Và công việc của họ, sự dâng hiến của họ, sự tìm kiếm Chúa của họ đã được Kinh Thánh ghi nhận và thiên đàng cũng ghi nhận, và trên thế giới này đã học được những tấm lòng này, tính cách này, con người này đã được loan truyền hơn 2.000 năm về trước và vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Cho nên khi mà họ biết được, họ nhìn ngôi sao, họ biết được rằng Chúa Giêsu phải được sanh ra, và họ đã vượt bao nhiêu đoạn đường xa xôi, họ đã vượt từ Đông Phương mà họ đi bằng lạc đà, họ vượt qua bao nhiêu lạnh lẽo, đường xa xa xôi, và họ bỏ công, bỏ sức, bỏ thời giờ, bỏ tất cả để đi tìm kiếm Chúa. Kinh Thánh chép, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta. Tôi xin đọc lại, Kinh Thánh chép, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta. Hãy nói từ bên cạnh, khi bạn hết lòng bạn sẽ gặp được Chúa. Khi bạn hết lòng bạn sẽ gặp được Chúa. Và ba người này họ đi như vậy, có phải là mọi chuyện được suôn sẻ, bình an, đi như cái thảm để đến để gặp Chúa không quý vị? Trải qua nắng ban ngày trong một cái nắng kinh khiếp, ban đêm trong một cái lạnh vô cùng, và chưa tính là gì, đi như vậy trong túi của họ có vàng bạc vũ ương, chưa tính chuyện cướp bóc nữa, đúng không chị? Còn chưa tính cái chuyện mà gia đình bắt bớ nữa, đi làm không đi làm mà cứ đi lo đi tới họ thánh salon hoài, bán đồ lành không bán thì tự nhiên bỏ chạy đi Sài Gòn chi vậy ha, lo không lo mấy con bò, không lo mấy cái đám dưa thì chạy xuống tới Sài Gòn chi vậy. Có nhiều cái sự cản trở, nhưng mà chúng ta hãy nói người bên cạnh quyết định không bỏ cuộc. Hãy nói người bên cạnh quyết định không bỏ cuộc, quyết định không bỏ cuộc. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với những người đang nghe lời của Chúa hôm nay, bao nhiêu người quyết định không bỏ cuộc? Bao nhiêu người trong chúng ta quyết định là phải tìm cho gặp và cho Chúa bằng được? Amen. Lắc vai người bên cạnh, bạn gặp Chúa cuộc đời bạn sẽ được thay đổi hoàn toàn. Bạn gặp được Chúa cuộc đời của bạn sẽ được thay đổi hoàn toàn. Amen. Sáng nay cô Thúy đã làm chứng, cô gặp được Chúa cuộc đời cô đã được thay đổi. Amen. Bạn khác bạn Linh đã làm chứng, khi các bạn đã gặp Chúa cuộc đời các bạn đã được thay đổi. Amen. Bạn khác nói là câu mà giúp chưa chữ vậy, vợ chồng tôi thì dân đen, nhưng mà con của tôi bây giờ là coi như là giáo sư anh văn,
Amen. Đánh đàn thờ phượng Chúa. Amen anh chị em. Amen. Quan trọng là gặp gỡ Chúa. Amen. Chứ người đang nói chuyện với quý vị, từ ngày gặp Chúa, Chúa đã thay đổi. Amen. Và trong danh quy quyền Chúa Giêsu, tôi cũng nói tất cả những người đang có mặt ở đây là gì? Những người đang có mặt ở đây là Chúa muốn thay đổi cuộc đời của quý vị và tôi. Amen. Chúa muốn thay đổi. Và nhưng mà tôi hỏi anh chị em rằng, ba vị chiêm tinh, ba vị bác sĩ này, họ khôn ngoan, họ có kế hoạch, họ hiểu biết kinh thánh, nhưng mà có phải họ là hoàn toàn đi đúng hết không? Họ không sai lệch chút nào đúng không? Trên cuộc đời của chúng ta có khi nào mình nghĩ là mình hiểu kinh thánh, có khi nào mình nghĩ là mình hầu vì Chúa, nhưng mà tôi hỏi thật quý vị là có khi nào chúng ta cũng bị sai sót không? Có không? Có. Thay vì đi đến tại nơi chuồng chiên máng cỏ, nơi chỗ mà ngôi sao chỉ đường, và ba vị chiêm tinh này nghĩ là gì, trong đầu họ suy nghĩ là gì? Con vua thì phải sanh trong cung khố, đúng không? Họ đang đi tìm con của vua mà, họ nghĩ con vua thì phải sinh trong vua, Giêsu phải sinh ra nơi sang trọng. Rồi cuối cùng họ đi đâu? Họ đi đến nơi hè nó. Nhiều lúc tôi và anh chị em, bởi cái sự hiểu biết của tôi và quý vị, với cái sự kinh nghiệm của tôi và quý vị, với cái sự suy nghĩ của tôi và quý vị, đôi lúc chúng ta cũng tìm sai được. Chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa ở một nơi nào đó gọi là khang trang hùng vĩ, hay là ở đi một quốc gia nào đó gọi là lớn lao, nhưng mà thật sự Chúa ở đâu? Chúa đang ở trong lòng của mỗi người trong chúng ta. Chúa không muốn chúng ta tìm đến nơi sang trọng xa hoa, nhưng mà Chúa muốn tấm lòng chúng ta phải thật tình với Chúa. Amen. Tấm lòng chúng ta thật tâm thật lòng với Chúa, tại nơi đó chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa thật ông bà chị em ơi. Còn nếu không biết, chúng ta chỉ tìm những nơi sang trọng xa hoa, những cái nơi gọi là đèn chập chờn sáng sủa, hoặc là những điều gì đó nó hào nhoáng bên ngoài, nhưng mà trong lòng đầy dạy cái sự xa cách tình yêu của Chúa, đầy dạy tội lỗi của Chúa, Chúa cũng không đẹp lòng như điều đó. Hello, tượng trưng cho một cái điều gì đó mà sang trọng, quyền thế, quyền lực, nhưng mà cũng đầy sự ganh tị. Đúng không chị em? Khi mà các vị chiêm tinh này đến gặp nhà vua, vua Herod, bảo rằng Đấng Christ phải sanh ra theo lời kinh thánh dạy dạy đó. Nghe câu đó xong thì ông Herod ông vui hả ông buồn? Ông bối rối. Ông bối rối hết trong lòng. Lý do tại sao ông bối rối quý vị? Sợ hãi. Lý do tại sao ông sợ hãi? Sợ mất ngôi. Sợ mất ngôi. Sợ mất ảnh hưởng. Sợ mất chức. Sợ mất đi cái gì địa vị của mình đang có. Thay vì nghe được những điều vui, cái sự cứu chuộc, cái sự giúp đỡ, hay là một vấn đề gì đó, thì những con người đơn sơ thì phải vui mừng trong chuyện đó. Ví dụ như là quý vị có con, mà quý vị nghe nói con quý vị đậu đại học, quý vị buồn hay quý vị vui? Vui hay buồn? Vui. Quý vị là những người làm cha làm mẹ mà nghe nói con mình chuẩn bị nó có một công ăn việc làm tốt rồi, nó mua cái nhà tốt, quý vị vui hay buồn? Vui. Nhưng mà ai buồn? Kẻ thù. Những cái điều gì đó gọi là xác thịt, nó ganh tị với sự hơn thua, nó sẽ dấy lên và nó sẽ bị lo lắng, bối rối, buồn phiền và thất vọng. Chúng ta hãy nói với tất cả, đừng mất thời giờ của những kẻ ganh tị. Đừng mất thời giờ của những kẻ ganh tị. Tôi nói một điều này, quý vị có thể lắng nghe. Nếu quý vị mà thành đạt thì quý vị chắc chắn sẽ bị ganh tị. Thật. Nếu quý vị khuôn mặt quý vị tự nhiên bóng đẹp, không có một buồn nào, cũng sẽ có một số người ganh tị. Tôi đảm bảo. Nếu quý vị gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn hiền lành, những người tin đến Chúa vô cùng vui mừng, và đặc biệt là Chúa rất là vui mừng trong chuyện đó, ba mẹ mình rất là vui mừng trong chuyện đó, nhưng cũng có những con người ganh tị với hạnh phúc quý vị và tôi đang có. Quý vị có tin vào điều đó không? Nếu đám dưa của cô mà thành công thành đạt, mà chuyến này cô bán không phải là 50 triệu mà cô bán được 100 triệu, tôi đảm bảo cũng có những người khác sẽ ganh tị với đám dưa của cô đấy. Tính hay không là chuyện quý vị. Nếu hồi thánh quý vị tè tè chừng 5 người, 7 người nhốn, rồi 3 người nghỉ, 4 người nhốn,
rồi tàn tàn không ai gánh đầy cả. Nhưng Hội Thánh quý vị vốn là cả trăm người xây sửa rồi tổ chức nhà hàng rồi làm việc này, đảm bảo có sự gánh đầy, tôi đảm bảo có sự gánh đầy. Hãy nhìn người bên cạnh đó là chuyện đó là phải rồi, đừng có buồn nữa, chuyện đó đừng có buồn phải rồi. Khi chúng ta thất bại thì người ta cười, người ta khinh, mà khi bạn thành công lại có những người ganh tị. Cho nên là đôi lúc có những con người ganh tị với nhan sắc của quý vị, quý vị hãy vui mừng đi, vì con cả của Chúa cũng có người ganh tị với nhan sắc của con. Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta hãy nhớ được rằng ba vị này đã đi sai đường, tìm sai chỗ và đã sinh ra những cái chuyện rắc rối sau này. Nhưng mà chúng ta học được một điều đó là gì? Khi biết được sai đường rồi thì ăn năn quay lại con đường của Chúa giải dắt. Đây là điều quan trọng. Trong cuộc đời của chúng ta ai mà không có một lần sai sót, đúng không anh chị em? Người đang nói chuyện với quý vị sai sót rất là nhiều, sai rất là nhiều, không những là sai bình thường nữa mà gọi là sai có tập á, sai có tập. Đôi lúc mình đơn sơ nhưng mà kẻ thù của mình không đơn sơ chút nào. Anh chị em nên nhớ, mình đơn sơ nhưng mà kẻ thù của mình không đơn sơ chút nào. Chờ cái cơ hội nào chúng ta hỏi thì họ tóc cho chúng ta rớt ruộng luôn, hất bay vào tường luôn và có thể làm cho chúng ta ngã gục luôn. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, anh chị em Salon luôn luôn yêu thương và năng đợi chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn được đứng trong chức vụ, chúng tôi vẫn còn được Chúa sử dụng, trước hết là nhờ ơn Chúa bởi tình yêu lòng thương xót âm ỉ của Chúa. Thứ hai, tôi không thể nào thiếu về phía con người, không thể nào thiếu anh chị em Salon. Anh chị em luôn luôn hiểu chúng tôi, đôi lúc chúng tôi nó đùa mà anh chị em còn thấy nhẹ nhàng vui cười qua. Nhưng mà đối với người khác đùa của mình mà họ không thích rồi, tôi nói chị em là thương nhau thì cái áo nó cũng tròn, đúng anh chị em? Mà đã không thích nhau rồi hà hứa thì sao? Hà hứa, hà hứa à. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có tinh thần giống như ba bác sĩ này, phải tha thứ cho vua Herod. Còn Herod cứ kiêu ngạo như vậy thì từ từ đến thời này không xử luật thì đến thời kỳ các công vụ, các sứ đồ, chúng ta nhớ không? Trùng đục, nó sẽ bị trùng đục. Nó theo cái cách chương trình của Chúa, nhưng mà báo sĩ thì không tìm cách trả thù, hãy tha thứ và yêu thương. Nhưng mà rồi tấm lòng của ba bác sĩ này là gì? Sau khi đã đi sai đường, đã làm những điều không đúng và tìm sai thì bắt đầu họ ăn năn và họ đi theo cái sự dẫn dắt từ của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị, khi nào chúng ta làm việc gì là sai, chúng ta nên nhận sai. Tôi nhận sai như chính bản thân của tôi. Và quan trọng là xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết sửa sai và làm lại từ đầu. Bạn làm sai mà bạn biết bạn làm sai thì chưa phải là sai. Bạn làm sai mà bạn không biết bạn làm sai và bạn tiếp tục đi con đường sai, cái đó mới là sai nữa. Sai lắm luôn á. Bạn biết sai đường nhưng bạn biết sai đường, bạn biết quay lại thì cũng chưa phải gọi là sai lắm đâu. Còn cơ hội. Nhưng bạn đi sai đường nhưng bạn không biết bạn sai đường, bạn càng đi xa nữa, cái đó là sai dữ dội anh chị. Cho nên ba vị chiến tinh này cũng không phải là người hoàn hảo, mặc dù họ là người có học, mặc dù họ là người hiểu biết, mặc dù người họ là người sáng suốt, mặc dù họ là người đi theo ánh sáng của thiên đường, nhưng mà cũng có sự sai cả. Nhưng mà sau khi cảm thấy mình bị sai rồi thì bác sĩ là gì? Đi đổi đường. Vua Herod nói là gì? Vua Herod nghe những điều đó thì bối rối trong lòng và hỏi thăm, rồi sau đó mời người này người kia đến để bàn kế hoạch, để nói rằng tôi cũng muốn đến thờ phượng Chúa. Nhưng mà tôi hỏi thật ông chị em rằng là họ muốn đến thờ phượng Chúa chung với ba vị vua này, ba vị bác sĩ này, hay là họ muốn đến để làm phá hoại? Theo quý vị nghĩ, theo quý vị nghĩ là Herod ở đây có một thiện ý muốn hợp tác với ba vị chính tinh, ba nhà bác sĩ này để đến thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa và xây dựng vương quốc của Chúa, hay là họ có ý gì khác? Ác ý hay là thiện ý đây? Nhưng tôi báo cho anh chị biết rằng chương trình của Chúa phải được thực hiện.
dù có ác ý hay là thiện ý, dù có thành tâm hay không thành tâm, nhưng mà có người làm sai thì Chúa có cách để Chúa dạy. Nhưng mà chương trình và kế hoạch của Chúa phải được thực hiện. Amen. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa công bố rằng chương trình của Đức Chúa Trời phải được thực hiện trên đời sống của những người hàng ngày. Trên cuộc sống của tôi và anh chị em, đôi lúc chúng ta cũng có những điều sai trật, có những điều không đúng, và có những con người ác ý với chúng ta, có những con người thậm chí muốn hại chúng ta. Nhưng tôi nói anh chị em rằng Chúa là đấng che chở bên hộ của chúng ta. Amen. Chúa là đấng sẽ bảo vệ chúng ta. Amen. Và Ngài sẽ giúp cho chúng ta đi chọn con đường, đi trong ý muốn của Chúa, để chương trình của Chúa được hình thành trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Bao nhiêu người biết câu chuyện của ông Joseph? Ông Joseph và con của ông Jacob á, chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Amen. Joseph có phải là người được bày tỏ tình từ Chúa không? Amen. Đúng không? Amen. Joseph có phải là người được cha cưng không? Amen. Joseph có phải là người được trao tặng cái chiếc áo đẹp không? Áo đẹp, áo này nữa ha. Áo đẹp, nhiều màu sắc đó, rực rỡ. Nhưng mà Joseph có bị ganh tị không? Lý do tại sao Joseph bị ganh tị? Vì ông bày tỏ giấc mơ cho những người không cần phải nghe. Vì ông nói sớm quá về cái kế hoạch chương trình của Chúa dành cho cuộc đời của ông. Nhưng mà Joseph có phải là người trọn vẹn không? Và Joseph có phải là người được tất cả mọi người thương không? Tôi báo cho những người đang có mặt hôm nay, người được Chúa dùng không phải là tất cả mọi người đều thương cả. Người được Chúa dùng không phải tất cả mọi người đều được ủng hộ. Mọi người đều ủng hộ cái người đó đâu. Người được Chúa dùng là con người không phải là không bị nó xấu đâu. Kể cả David. David có bị không? David có bị anh mình nói bài thằng kiêu ngạo không? Mày không đo chân kiêu mà tính để làm gì vậy? David có làm gì? Tôi đến tôi hỏi thôi, tôi đem thức ăn cho mấy anh mà. Đem thức ăn cho mấy anh đó, còn bị cỡ đó. Còn không đem thức ăn cho anh lại còn bị cỡ nào? Joseph cũng đem thức ăn cho anh. Joseph cũng bị hiểu lầm, bị quăng xuống hố. David đi ra xem chiến tranh thì các anh nghĩ rằng tôi mới đủ khả năng giết được Goliath, còn ngươi mày thằng con nít không đủ khả năng đâu. Trong tâm trí họ nghĩ như vậy. Nhưng mà đối với Chúa Trời tại đây, Ngài chẳng không phải là to hay là nhỏ, anh hay là em, đông hay là ít, nhưng quan trọng cái tấm lòng nào Đức Chúa Trời chấm để làm công việc của Đức Chúa Trời. Amen không chị em? Nhưng mà David cũng bị chửi, nhưng mà David không để lòng, không mất gì rồi. David cứ nhẹ nhàng. Và David, mục tiêu của ông là gì? Là Goliath. Mục tiêu của ông là tên gian ác, tên khổng lồ phải bị hạ gục. Chứ mục tiêu của David không tập trung vào những người ganh tị. Chúng ta lắc vai người bên cạnh là tập trung vào chương trình của Chúa. Đừng tập trung vào những người ganh tị. Đừng tập trung vào những người ganh tị. Đừng tập trung vào những người khó chịu. Đừng tập trung vào những người nói những lời gay gắt. Hãy tập trung vào chương trình của Chúa dành cho tôi và quý vị. Amen. Hãy dành lời chị cũng những điều đó đó. Cuối cùng, mục tiêu của David là gì? Hạ gục Goliath. Thì cuối cùng, Goliath đã bị hạ gục. Mục tiêu của Joseph là gì? Phải làm tể tướng để cứu dân mình ra khỏi cơn đói kém. Thì chương trình của Joseph đã được thực hiện. Dù phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự hiểu lầm, nhưng mà chương trình của Chúa phải được thực hiện cho những người bước đi trong sự tin cậy Chúa. Chúa thật bị mổ thẹn bao giờ. Amen.
Amen. Amen. Còn anh chị em và tôi muốn làm cho mọi người đều hài lòng hết, tôi nói anh chị em là không bao giờ nói được. Bao nhiêu người biết ba người bạn của Daniel, ba người bạn Hebrew đó, chúng ta nhớ không? Ba người bạn cộng với Daniel đó là bốn người. Bốn người này là bốn người tin kính Chúa, người Hebrew. Bốn người này là một lòng một dạ với Chúa, mặc dù là họ là bị bắt nô lệ, nhưng mà lòng của họ chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Như vậy tất cả mọi người đều ủng hộ bốn người bạn này đúng không? Họ tìm cách là sao? Mấy ngày càng ngày chích càng lên, mấy người này là càng ngày càng được phước, cho nên làm thế nào để tiêu diệt được mấy người này? Họ ra những chí dụ là gì? Là một bức tượng, chỉ có cầu nguyện với vua mà thôi, không được cầu nguyện với ai cả trong vòng 30 ngày. Vậy mà sao? Ba người bạn này như thế nào? Cứ cầu nguyện Chúa, không sắp bình xuống tước thành tượng. Hậu quả là gì? Bị bắt. Làm gì nữa? Quăng vào lò lửa. Lò lửa mà không phải lò lửa bình thường, lò lửa nóng gấp bao nhiêu? 7 lần. Có bao nhiêu người đang có mặt ở đây bị quăng vào lò lửa nóng 7 lần không? Má bấm là sơ sơ để nước thật ra, để nước thật thôi nè, cảm chúa. Nhưng mà tôi nói chị em đang là dù lửa cái nóng gấp 7 lần, cộng với những sự ghen ghét, cộng với những cái sự cay đắng, cộng với những cái người độc ác thâm hiểm, cộng với những cái người coi như là không đủ tình thương, nhưng mà không thể nào giết được người kính sợ Chúa thật. Lửa nóng cỡ nào, năng đề lớn cỡ nào, sự ghen tị lớn cỡ nào, vẫn không lớn được tình thương bao la Đức Chúa Trời dành cho những người kính sợ Chúa thật. Tôi xin nhắc lại, lửa nóng cỡ nào, lòng ghen tị lớn cỡ nào, sự gian ác lớn cỡ nào, cũng không giết được người kính sợ Chúa thật. Hỡi những con người kính sợ Chúa thật, quý vị sẽ được bình an trong đông lửa. Bao nhiêu người tin rằng mình sẽ được bình an trong đông lửa? Tôi cầu nguyện cho mùa Giáng sinh này, quý vị và tôi sẽ bình an trong đông lửa. Amen. Bình an trong đông lửa. Nhưng mà đồng tử ông Daniel, nó thua kia này, nó bài kia khác. Ma quỷ nó không cho chúng ta ắt không đâu, mà ma quỷ nó không bao giờ để cho những người kính sợ Chúa thật ắt không đâu. Nhìn người bên cạnh nở một cười, nó là ma quỷ không cho bạn của tôi ắt không đâu. Nó còn làm gì nữa quý vị? Nó thấy đàn em được thăng chức, được vua khen, được phước. Nó dụ là gì? Nói là ông Daniel này cứ theo tôn giáo hoài, cứ cầu nguyện hoài. Bây giờ bảo là gì? Không được cầu nguyện với ai cả, chỉ cầu nguyện với vua mà thôi. Ông Daniel nghe câu đó, ông sợ quá, ông trốn, đúng không? Ông nghe câu đó, ông làm gì? Về mở toan cái cửa ra, mở toan cửa sổ ra, mở toan cửa sổ ra. Một ngày ông cầu nguyện mấy lần? 3 lần. Như gì ông vẫn thường làm, và hậu quả là gì? Bị quăng vào trong hang sư tử. Quăng vào hang sư tử. Nhưng anh chị em, dù sư tử hung dữ cỡ nào, nhưng mà với những người kính sợ Chúa thật, Chúa vẫn bảo vệ những người kính sợ Chúa thật bình an trong hang sư tử. Ngày hôm nay có nhiều cái đống lửa khác nhau. Cái đống lửa của nan đề, đống lửa của sự khó khăn, đặc biệt là đống lửa của chị đóng tiền nhà, đóng lửa của vấn đề hoặc là tiền đóng con đi học, mới đóng 20 triệu bây giờ đòi tiếp mà khác. Rồi nhiều nhiều đóng lửa đó, đóng lửa coi như là tiền trả tiền nhà, rồi đóng lửa có nhiều người đóng lửa trong sức khỏe, cô Dung hả? Cô Dung là đang đối diện với đóng lửa sức khỏe, nhiều cái đóng lửa. À, cô Quanh thì có biết lần này cô hướng dẫn được hay không, rồi bây giờ cô có đem con trang rồi nha, nhiều cái đóng lửa đó. Nhưng mà bởi đức tin chúng ta công bố rằng đóng lửa hay là sư tử cũng không thể nào hại những con người có lòng thành tâm với Chúa. Amen. 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 Nhưng mà đó là kết quả, nhưng mà hậu quả của những người cố tình kiện cáo Daniel thì như thế nào? Quăng vào trong hang sư tử. Chưa đến miệng hang thì như thế nào? Sư tử nó đã xé xác cả vợ con chúng nó rồi. Rồi những con người mà quăng ba bạn Hebrew vào trong đống lửa,
ba bạn đã được bình an. Còn những người quanh nó thì như thế nào? Chết cháy. Họ muốn hại con trẻ, nhưng mà con trẻ vẫn khỏe. Họ muốn hại ba người bác sĩ này, nhưng mà ba bác sĩ vẫn bình an. Amen. Chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta thấy là bắt đầu câu số 9. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng dừng trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Chúng ta còn nói là mừng rỡ quá bội. Mừng rỡ quá bội. Hãy nói người bên cạnh đi tìm Chúa phải mừng lên. Amen. Khi gặp gỡ Chúa phải vui mừng lên. Amen. Năn nỉ để nó qua một bên. Amen. Hiểu lầm để nó qua một bên. Amen. Tìm cách mà lường gạt họ để nó qua một bên. Đi sai đường để nó qua một bên. Nhưng mà khi thấy được ngôi sao, khi thấy sự hiện diện của Chúa, phải vui mừng lên. Amen. Chúng ta nói được bên cạnh, Chúa muốn bạn vui mừng, Chúa không muốn bạn buồn bã nữa. Amen. Chúa muốn bạn vui mừng, Chúa không muốn bạn buồn bã nữa. Đi thờ một chút mà không vui chứ. Đi thờ một chút mà buồn quá thì không đúng rồi. Mỗi lần dâng hiến thường thường thì không được vui, phải không? Nhưng mà ba bác sĩ này là họ gặp gỡ, họ dâng hiến trong sự vui mừng. Amen. Đúng không chị? Amen. Tấm lòng dâng hiến trong ngày Giáng sinh là phải vui mừng. Amen. Tôi nói chị em là không phải chỉ tiền bạc không, nhưng mà đời sống của mình, thái độ của mình, tấm lòng của mình, phong cách phục vụ chúng mình trong ngày lễ Giáng sinh phải vui mừng lên. Amen. Có ai đó là buồn ngày Chúa sinh ra đời, buồn buồn không? Có ai hát câu đó không? Nhưng người ta hát sao? Buồn ngày Chúa sinh ra đời, người người đứng tay cười cười, đúng không? Hòa bình đến cho mọi người, các tiếng ca buồn vui. Cho nên là ngày Chúa Giêsu sinh ra đời là thiên sứ thì thổi kèm là sáng danh Chúa trên các tầng trời đất cao, bình an dưới đất và ân chẳng cao lời người. Còn các bác sĩ thì dâng lên cho Chúa nào là vàng bạc bài hữu hưởng. Chúng ta thấy là họ mừng. Sau khi họ mừng thì câu số 11 là khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống và thờ tại ngài. Đây là cái thái độ dâng lên cho Chúa trong ngày Giáng sinh. Họ gặp, họ sắp mình xuống, họ thờ lại. Sau khi họ thờ lại xong làm gì? Rồi bày của báo ra, dâng cho ngài những lễ vật nè. Nào là vàng, vàng quý không quý vị? Vàng bây giờ bao nhiêu chỉ rồi? Mấy? 6 triệu. 8 triệu luôn. 7 triệu. Tại vì tôi không có vàng nên tôi không biết, anh ta chỉ có chiếc này là có người nó 8 triệu. Wow. Mà nếu mà dâng lên cho Chúa nguyên một hũ như vậy là chúng ta thấy như thế nào chị em? Nhiều lắm đó. Dâng nguyên một hũ. Vì sao? Mary và Joseph đã hy sinh, đã cưu mang Chúa Giêsu. Chúa khiến những vị chiêm tinh, nhà bác học gom góp tiền bạc để đến phụ với Mary và Joseph để nuôi con trẻ. Thì bởi đức tin ngay trong giờ này tôi cũng công bố rằng những con người nào cưu mang công việc nhà của Chúa, Chúa cũng khiến người khác mang vàng đến đưa cho quý vị, mang tiền đến đưa cho quý vị để quý vị có tiền đi Bến Tre để giúp đỡ cho người nghèo, để quý vị có tiền đi xuống sông quê để giúp đỡ cho người khác, để quý vị có tiền để quý vị đi Bình Dương để giúp cho công việc Chúa, để quý vị có tiền để đi lên công viên để giúp đỡ cho công việc Chúa, để quý vị có tiền để đi qua Campuchia để giúp đỡ công việc của Chúa. Amen. Amen. Tôi thấy cái công việc Chúa nó lạ lùng lắm. Bắt đầu chuẩn bị đi thì không có gì cả, nhưng mà tuyên bố đi rồi thì không thiếu gì cả. Nhiều lúc đó, tôi ngồi nói chuyện nhau là có một cặp vợ chồng kia bây giờ nghỉ bán cổ phiếu rồi, mà bây giờ thuê nhà 10 triệu lũi hai đứa con đi học nữa, mà lâu lâu là đi xuống Huế, biết tiện nào biết đó. Vậy mới có tiện đi hoài. Chuẩn bị đi nữa là không phải những đi mà còn chở gạo cho người ta nữa. Tôi nói anh chị em rằng trong chương trình của Chúa nó lạ lùng đó. Mà thấy bạn lại sao đi, nó có nhiều vấn đề mà mình không phân tích được. Mà trong chương trình của Chúa thì mọi sự có thể xảy ra. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Họ bày ra nào là vàng, rồi gì nữa, nhũ hương, một dược. Đây là những cái điều mà quý giá trong thời bây giờ, quý giá trong thời bây giờ. Mà cái gì tốt nhất họ đã dâng lên cho Chúa. Mà tôi xin nói quý vị rằng nếu vàng bạc và nhũ hương đó ba vị chiêm tinh, ba nhà bác sĩ này mà họ xài xong á,
thì không ai nhắc tới được. Đúng anh chị em? Trong thời kỳ đó đâu phải là chỉ có ba người này có đâu, đúng không? Nhiều người có lắm, nhưng mà họ dùng xong rồi á thì sao? Hết, không ai biết cả. Nhưng mà ba cái người này dùng những gì mình đang có dâng lên cho Chúa, cái mùi hương của họ nó vẫn thơm cho đến ngày hôm nay. Và ăn của họ vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay. Cái chủ hương của họ vẫn còn bay mùi thơm ngát cho đến tận 276 sạc 17 sạc 41 mã lò sáng hôm nay nữa. Và cái mùi hương nó còn bay khắp mọi nơi nữa. Bất cứ chỗ nào tinh lành của Chúa được giảng ra, những gì Mary đã dâng cho Chúa vẫn còn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Và ba vị chiến tinh này họ đã dâng lên cho Chúa công việc của họ, sức lực của họ, tấm lòng của họ, tiền bạc của họ, của cải của họ đã được đưa vào trong Kinh Thánh. Và không những đời này và đời sau mãi mãi đều nói về công chuyện, công việc mà họ đã hy sinh cho Chúa. Xin Chúa ngày giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta trong mùa Giáng sinh này. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa và dâng cả tấm lòng, đời sống và những gì mình có dâng cho Chúa. Tôi xin thích lệ hội thánh. Tôi không hết, nhưng tôi thích lệ hội thánh. Hễ chỗ nào nhà quý vị có nhà, tôi thích lệ căn nhà đó phải là nơi thờ phượng Chúa. Tôi thích lệ. Tôi thấy rằng là hai vợ chồng tôi thuê nhà cũng chung nơi đó thờ phượng Chúa. Thuê nhà nhỏ cũng thờ phượng Chúa, thuê nhà lớn cũng thờ phượng Chúa. Rồi chúng tôi có nhà nhỏ cũng thờ phượng Chúa, mà có nhà lớn cũng thờ phượng Chúa. Cái nhà nào để cho Chúa dùng, nhà đó được phương. Đồng tiền nào được Chúa dùng, đồng tiền đó được phước. Amen. Tấm lòng nào được Chúa dùng, tấm lòng đó được phước. Amen. Con người nào được Chúa sử dụng, con người đó được phước. Amen. Đồng tiền nào được Chúa dùng, đồng tiền đó cũng được phước nữa. Amen. Chiếc xe nào được Chúa dùng, chiếc xe đó cũng được phước nữa. Amen. Bao nhiêu người khao khát con cái của mình là người phục vụ Chúa. Amen. Anh chị em ơi, con cái của mình là phục vụ Chúa, mừng lắm anh chị. Amen. Có một ngày kia thì trong một cái chương trình cũng hơi lớn ở tại một cái nhà hàng nọ, thì trước khi ông mục sư ông lên ông giảng á, thì hai đứa con của ông đọc Kinh Thánh, ông mừng lắm quý vị ơi, ông mừng lắm, không mà không nói đến lời luôn anh chị em. Bởi vì sao? Mình thấy rằng là cá ông Chúa, con của mình nó hiểu được mình và ủng hộ mình bằng cách lo công việc này công việc khác. Cho nên là tôi nói anh chị em là con của chúng ta mà nó tập trung, nó dâng lên cho Chúa, nó hy sinh, nó dành thời gian cho Chúa, chúng ta đừng gây khó dễ cho chúng nó. Hãy tạo điều kiện cho con của mình nó múa thêm. Amen. Nó hát thêm, nó thờ phượng Chúa thêm, nó gần thêm. Những việc chúng ta làm đó sẽ còn đến đời đời. Amen. Chúng ta hướng mặt cho anh chị em để mỗi người cho chúng ta thấy được rằng phục vụ Chúa là điều phước hạnh. Nhưng mà điều tôi còn khích lệ nữa là trong cái ngày Giáng sinh, không chỉ chúng ta dâng về của cải thời gian công sức, nhưng cũng khao khát dâng những linh hồn về cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Cách đây 3 tuần về trước, tại nơi Di Đê cũng đã có 17 gần 20 linh hồn về cho Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Tối hôm qua ở tại nơi Rafa cũng đã có, trước đó là 8 người, sau đó có 2 vợ chồng, 2 đứa con, đó là cũng 12 linh hồn dâng lên cho Chúa. Chúng ta vỗ tay người nghe nhà. Amen. Cô Anh và cô Lê Vân đã đi xuống ở dưới Bến Tre cũng đã có 30 con người đã tiếp nhận Chúa. Cô Chi thì cứ cầu nguyện hết người này đến người kia tiếp nhận Chúa. Cho nên mình thấy rằng đây là công việc cần thiết cho mọi người cho chúng ta. Mùa Giáng sinh không phải chúng ta chỉ dâng tiếng ca, tiếng hát, dâng của cải vật chất, nhưng cũng cầu nguyện dâng những linh hồn lên cho Chúa nữa. Đó là điều Chúa mong muốn, đó là điều Chúa đẹp lòng. Và cảm ơn Chúa Trời, nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong ngày lễ Giáng sinh, hãy dâng những điều tốt nhất lên cho Chúa. Amen. Chúa dùng chúng ta trong sự vinh quang của Ngài. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Nói Chúa ơi, con khao khát gia đình con, tiền bạc của con cái của con dâng lên cho Chúa để phục vụ Chúa. Chúa khát con kính dâng tấm lòng của con lên cho Ngài. Xin Ngài sử dụng đời sống của con, tấm lòng của con, môi lưỡi của con để phục vụ Chúa ngay trong giờ này. Chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.